Chào mọi người, chào mọi người đã trở lại channel mình ha. Mình là quá đây. Trời ơi, hôm nay hả, chơi một cái mẫu mô hiểm đúng ghê luôn mọi người. Chuẩn bị hả, chúng ta sẽ đi lặn xuống đáy biển. Hôm nay sẽ làm một video về nâng cấp một con rồng mới của Fury mọi người. À, con mực Fury có ai đây? Làm thịt nó ngay. À, con mực nó biết chạy kìa, con mực nó biết chạy. À, thì ra con nấp. Thấy rồng chạy nhanh không? Thấy rồng tôi chạy nhanh không? Trời ơi, thì ra là con nấp. Thì ra là con nấp nó đang cưỡi con rồng mọi người. Nó đang tàn hình, mọi thấy không? Ui, con này xương chậu tùm lum, xương chậu tùm lum. Mà chỗ này đó mà tới đây tao lấy con rồng tao ra phun lửa cho mày chết. Tao lấy con rồng lửa tao ra. Bây giờ hả, mình sẽ đi chế tạo cái lọ thuốc nhanh thở mọi người, để chuẩn bị mình sẽ đi xuống dưới đại dương mọi người, để mà mình tìm thấy một con rồng cực kỳ đặc biệt luôn. Không phải đi kiếm nguyên liệu mọi người, để nâng cấp, để con nâng cấp con Fury mới mọi người. Ok mọi người, bây giờ thì mình sẽ đi lấy nguyên liệu để đi chế cái này chúng thành là bước hai. Cái này là water bottle. Cái gì vậy? Bữa nay mày có nhiều đồ chơi quá vậy? Này ta nghiên cứu gọi là chế thuốc than à, mày biết không? Cái gì đây mẹ? Đây là chế nước phép mày biết không? Nước phép hồi mày phụ phép ai? Đây, chuẩn bị chúng ta sẽ chế ra cái dạng nước thuốc thở ngu này. Con ngu này thuốc thở nha. À, mình nói thuốc thở để lặn nước. Chuẩn bị chúng ta phải đi lặn rồi mọi người. Nên thành ra là mình đợi nó mô hiểm, nó không biết nặng không, nó chìm xuống dưới đáy nữa mọi người à. Đó, thành ra tí nữa chúng ta sẽ đi lặn. Nên thành ra cần phải có thuốc thở. Ê trời, quá lộn. Ê, mày làm gì vậy? Sinh nhật của ai? Sinh nhật của... Sinh nhật của hả? Không. Nhìn giống cái bánh sinh nhật của Quỷ Dương quá. Rồi, chúng ta sẽ có Moon Đình. Ồ, mình bỏ đi vô rồi, mình nói sao rồi ta. À, qua rồi mọi người. Cái nó ra cái chữ là gì ta, gọi là... Ủa, sao có một bình away mấy vậy? Ok, chúng ta cần phải thêm... moon nữa nè. Thêm cái này nữa này. Ba cái bình moon nữa ta. Muốn bay đâu? Đúng rồi ta, cái này vô đúng rồi mà ta. Bay đâu? Chú tệ đây. Mình chế hồi cái mình ngáo luôn mọi người. Away nè, cái này thì bỏ cái này vô thì sẽ ra được cái thuốc, cái bình thuốc thở nè. Ủa mà sao có bỏ kia bỏ không được nhờ? Ta là chúa tể rồng. Đó, bây giờ thì bỏ vô này nó sẽ ra cái bình bình thở, bình nước thừa thở với biển đại dương nè. Làm việc lẽ lên. Cái con nấp kia cho tao cho mày một đao bây giờ. Tao quăng cái gà. Đây rồi, chúng ta có bình 3 phút mọi người, hình như bình 3 phút này chúng ta sẽ nâng cấp lên cái bình bình 8 phút bằng đá viên redstone. Ấy cha cha. Quân kiến gà đâu mày? Mày cho mày chạy khét người luôn. Phá. Chạy đứt rồi, chạy đứt rồi, chạy đứt. Không, để tao chế thuốc cho uống mày ngồi mày phá rồi nó. Chi à. Trời ơi. Ok, chúng ta có bình 8 phút mọi người ạ. Bây giờ bình này lên này. Trời, 8 phút là xỉu rồi. Đó, water đây, tại vì nó làm theo từng bước thành ra là nó sẽ rất là lâu mọi người. Thôi, tao chế 2 bình. Bây giờ tao sẽ chế cho mày cái bình tiếp theo là cái bình Ui, gà con. Nó còn bực của mình đâu ta? Water bottle. Bình gì đây? Away đây nè, lên away chúng ta sẽ lên À đây, con cá nóc. Quên, con cá nóc. Có con cá nóc mới ra được cái giai đoạn 2 mọi người ạ. Con cá nóc lên nè. Con cá nóc sau đó viên đá đỏ sẽ được up đến nó lên 8 phút và chúng ta đã có được cái bình thuốc thở dưới đại dương, rất là xịn sò luôn. Chế mấy cái này rất là hay mọi người, chơi Minecraft không biết được mấy cái này thì gọi là hơi lãng phí, tại vì Minecraft quá nhiều thứ sáng tạo nên thành chúng ta phải biết những cái thứ này. Đây là cơ bản. Trước mình không biết đâu, mình chém gió đấy. Đùa mọi người, chứ mấy cái này quá là đơn giản luôn. Kém mày, chuẩn bị. Một, hai. Một nè, hai nè. Hai nè. Lão nè, nó dám quýnh mình, mọi người, mình đang chế thuốc cho nó. Ok, có lọ thuốc 8 phút rồi nè. Ok, bữa sau chế tiếp thuốc này. Đó. Bây giờ mình sẽ chế cái thuốc nhìn như bóng đêm nè. Núp, cầm nha, tí mới uống nha. Uống vô là thôi luôn nha mày. Đấy, chúng ta sẽ có cái bình Bone Water Breathing mọi người ạ. Giờ nếu mà tao uống thì tao xuống nước chơi. Ok mọi người, tất cả đã sẵn sàng. Rồng cũng có rồi. Thuốc nhìn trong tối cũng có rồi. Và Night Vision và thuốc thở. À, trước khi đi thì mình sẽ up con rồng này ra đã mọi người. Mực của mình đâu rồi? Mực. Vãi, mực nó kêu như con chó vậy trời.
Ok, trứng đang ấp rồi mọi người ạ. À. Tránh ra. Ê, mày. Hai trứng đừng. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ bay ra đại dương mọi người. Thôi mày bay đi. Mày tao đi với. Tao bay chậm chậm nha. Bây giờ mình sẽ bay ra đại dương tại vì con rồng tiếp theo nâng cấp, phiên bản nâng cấp sẽ là con rồng Night Fury Water mọi người, là hệ element là hệ water nên thành ra là chúng ta sẽ cần phiên. Ê, con rồng của tao bay nhanh lắm luôn mày ơi. Tao thấy tao tăng nó chút xíu mà nhanh ghê luôn. Trời ơi, chậm rì tao bay nhanh quá trời nè. Tao mày bay trước coi. Bay ra đại dương á. Ui, đẹp quá trời luôn mọi người, hai con rồng bay đồng ngồi nhìn đảm. Rồng của tao đẹp hơn. Con tao đẹp hơn. Mày tránh ra để tao bay trước cho. Tao chừng mày bay mày đụng đụng đầu luôn. Để tao bay trước coi. Trời ơi, tao hạ tốc độ lắm rồi đó. Mày cái bị điều khiển không được, mày cắm đầu chết này. Ủa đại dương đâu mày? Mày cứ bay thẳng ở vùng này đi, tao nhớ cái vùng này trong map mình ra đại dương rồi. Lâu tới vậy ta, tao nhớ nhanh lắm mà. Ừ, nó nhớ mỗi lần bay ra tí tới đụng đại dương, sao đợt này lâu xa thế. Ừ đúng rồi, sao lâu vậy, đứng thật coi. Đi đi, tao bay tới cái khu gì vậy? Ui, có rồng cây nè. Ê. Được nha, mấy con rồng nó phun lửa rất là mạnh đó nha. Có khi là một đám chết con rồng là có đấy. Con rồng của mình thấy máu nó hơi yếu nè. Máu để di chuyển thôi hay sao mọi người ạ? Sao cái khúc này. Ê, tao không hay bay lộn đường hả? Có là tao nhớ hướng này chuẩn đại dương rồi. À đây rồi, thấy biển rồi nè. À cái biển hồ. Ui, tao ra cái khu rừng vậy mày ơi. Ừ. Ê, nãy mình bay thẳng mà đúng không? Ờ, sử dụng khu rừng lạ ta. Nhưng mình bay thẳng. À, đây là khu rừng của con Forest Dragon Fury sao mày ơi. Hình như vậy mày ơi. Bây giờ thôi, bây giờ cứ bay qua đại dương đi. Khu này không phải đâu. Mình lan lạc vô một khu ma thuật nào khác đâu mọi người ơi. Bây giờ mình chỉ cần phải tìm ra vùng đại dương. Ok mọi người, chúng ta đã tới vùng biển sau 80 ngày mình lên đến trên trời và bây giờ mình đã tới được cái vùng biển rồi. Và bây giờ chúng ta không thể nào thấy được cái biển đúng không? Chúng ta cần gì? Đấy, giết con Jelly là một nè. Thứ hai là tìm con cá mập mọi người, mình như nãy mình tìm không thấy. Chắc là phải lặn xuống biển. À, trước khi lặn thì mình sẽ uống hai cái viên thuốc đặc biệt này. Đó chính là Potion Night Vision và cái Potion of Water Breathing là hai cái nguyên liệu, hai cái này sẽ giúp chúng ta thở và nhìn xuống biển. À, ê, quán, nhìn quán. Xuyên hết rồi kìa. Quán. Mày có thấy con rồng của tao ngồi tướng mắt cửa mày? Ngồi nó bè hai chân. Bè hai chân sau luôn, giống con mèo ngồi quá. À, cho nó ngồi đó. Ê, cho nó vô trứng đi chứ lộn. Cho nó vô lại cái bóng đi. Đấy, bây giờ phải lặn xuống biển. Ủa? À, có Emily cùng mấy con cá mập nó bảo vệ kìa. Ủa, nó đang ngồi không vô bóng được hả? Được chứ. Một cái nè mọi người, mình sẽ cần tìm ba cái nguyên liệu. Ok, hai cái rồi. Ủa, con đi đâu vậy? Ba cái. Nhanh lên nó bơi xuống đi chứ, có Obelix nè. Uống cái nào vậy mày? Uống hai bình luôn. Cá mập, luôn. Cá mập, cá mập, cá mập, cá mập. Ấy cha cha, ấy cha cha, lên đây cá mập nào, cá mập. À, cá mập rồi, rồi. Ê, giết con nào cá mày? Cá mập rồi, ui con cá mập này hơi trâu nha. Giết con nào, giết con sứa hả? Cá mập, cá mập, cá mập, cá mập. Tao cần răng của nó. Ê, chứ có cái trụ gì mày? Oh no, chúng ta chưa thấy răng của cá mập mọi người ơi. Cái trụ đó, để chịu hỏi nó có boss đấy. Chết dưới nước đi. Mình hơi yếu mọi người. À, mình tìm được một cái răng cá mập rồi. Đi chậm quá à. Cái cá mập tự quýnh tao đi cá mập. Ơi, ủa mình thấy hai cái răng rồi mà. Mình lượm được hai cái túp rồi mà. Gì vậy, gì vậy, gì vậy, gì vậy. Gì vậy á, chạy. Trời ơi, con núp nó phới ghê mọi người ạ. À. Rồi, xong con núp nó bị cá mập cắn chết mọi người ạ. À. Rồi, xong phim. Hai con thôi được rồi. Để ta mày tê bê qua đi, tê bê qua đi. Bơi lên. Mày ở túc dưới nước sâu vậy. Chết tao. Không tìm ra được cái kia, bây giờ mình sẽ chịu hận. Thôi nó mày, mày tao nghĩ mày ở trên bờ nó mày. Mày hết thuốc rồi đúng không? Ừ. Mày ngu quá mà. Cái mập mạnh quá vậy. Tao quýnh nó chết ngắt luôn, có gì đâu mà mập. Trời dưới đây mình bị đi chậm mọi người, mình không thể nào cái mình nhanh, tốc độ nhanh được mọi người. Được rồi, triệu hoàng boss rồi nè. Còn boss gì trời. Tao quấn đi rồi. Ôi, con cua khổng lồ, trời ơi, con cua khổng lồ. À, con cua khổng lồ. Con này không bơi được, con này không bơi được, con này không bơi được, không bơi được, không bơi được.
Ok, chúng ta tìm được một cái nguyên liệu thứ hai, đó chính là một cái gọi là essence của nó mọi người à. Water essence mọi người, để mà chúng ta làm gì đó, chúng ta để là chúng ta sẽ làm cái nguyên liệu bong bóng nó nổi, mọi người nhìn tiếu mọi người. Bong bóng nó nổi chứ này nè. Vô đây cái mập. Vô đây cái mập. Vô đây cái mập. Hai cái răng. Vô đây cái mập. Vô đây, vô đây. Không rớt răng luôn mọi người, răng bọn này rớt cũng khó. Tao quấn ngay cái răng mày, mày không rớt răng hả? Ok, chúng ta có ba cái răng, ba cái jelly. Và chúng ta cần hình như là hai cái kèn của con cua King Crab đúng rồi ạ. Tao nữa chứ. Trời mày phế quá nó, mày cho mày đi quấn lộn mà mày không giúp được tao gì hết, mày đứng trên bờ làm gì vậy? Ok, chúng ta chỉ cần qua bên đây. À. Unlock cái này ra nè. Thôi tao đi tắm biển này. Rồi. Nha. Tiếp tục. Chịu hồi nó con crab chút bị nổi này. Đi tắm biển thôi. Ui hai con cùng lúc luôn kìa, phải chưa? Ok action à, không con này thấy con cua đàng hoàng mà. Con cua khổng lồ mọi người ạ. Trời ơi con cua khổng lồ. Ê nó rớt cái gì, người ta mới thấy rớt cái gì mà. Cái xanh xanh này không phải, cái này không cần thiết. À, mình đang tìm cái đó chính là cái chân của con cua mọi người ạ. Cái chân của con boss này, đây, lên đây cho lại cần rồi nè. Con cua sướng quá trời luôn mày ơi. Con cua này là con này cũng giống con ốc mượn hồn, đít bự, bự cho bá lửa luôn. À, con gì nó rớt là cái action nữa nè, cái này đó thì mình chỉ cần cái thôi. Ra đây. Ơ, lại cái này nữa. Một con boss tiếp theo. Ơi con này nó đẻ con cua trời. Cái con cua mày ơi, trên bờ có cua không mày chứ, con cua không lồi, con cua nhỏ này. Một con không, trên bờ cũng có cua nè. Trời ơi. Ơi hình như đẻ. Ê một cái chân kìa. Đâu có cua đâu mày, cua đâu? Trên bờ trời ơi. Tao đang đứng trên bờ, cua quá trời luôn nè. Hình như đây là mấy con cua nó bò lên mọi người, hình như là cua boss hay sao, cua con boss nó đẻ đây sao mày ơi. À nó giống như mấy con cá mập ấy. Ê cua này hầm ngon nè mày. Ui một đống cua luôn. Đem về nhà hầm nước. À con này đúng rồi. Ấy cái này cạn cua, đem lấy cái chân cua. Ủa tính ra cái cạn cua ăn có được chứ, lấy chân cua ăn gì trời, chân cua có gì đâu mà ăn. Ok mọi người, bây giờ hình như mình đã đủ rồi mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ cầm cái những nguyên liệu này. Đấy, răng cá mập. Rồi, bốn nguyên liệu này sẽ chế tạo thành viên đá Dragon Knight Fury tiến hóa nha mọi người. Ok, trở về nhà nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vô lấy cái trứng của con Fury ra. Bây giờ mình sẽ có con Fury tiến hóa vào trong nhà. À, con Fury của mày coi nó nở chưa nè. Nở rồi, đừng lấy nha. Mình sẽ cất trứng rồng vào trong đây mọi người ạ. Coi, à, đây. Để mày. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng Tăng. Đấy, bây giờ sẽ đi qua bên chỗ này. À, từ từ đã. Chế tạo ra cái viên đá trước đã. Ôi, bữa nay đi chơi không lập được cái trứng rồng nữa ta. Oh no. Cái nào ta. Ok mọi người. Water stone mọi người. Chúng ta đã có được cái gọi là water stone rồi mọi người. Rồi, ok. Mình sẽ lấy cái trứng rồng ra. Oh no, Night Fury sao nó không lót cái up lâu quá vậy? Mày nãy mày lùng cái trứng gì nữa? Không. Ủa sao Night Fury nãy giờ nó có nửa ong quá vậy? Trời ơi, nó đang đốt nguyên liệu hồi nãy giờ. Đúng là mình quên kích hoạt mình coi mọi người. Chứ mình để im vậy nó lâu mọi người ơi. Chứ mình coi thì nó nhanh hơn ấy. Ok, giờ chúng sẽ đợi trứng nở nha. Ok mọi người, cuối cùng thì cũng gần xong rồi mọi người. Còn khoảng 10 giây nữa thì trứng sẽ nở nè. Hello. Ok, trứng đã nở rồi mọi người. Incubated mọi người ạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy cái trứng này xuống nào. Ok, bây giờ sẽ để ra đây và cho nó là của quả này. Con này thì sẽ là gì? Water Fury mọi người. Water tiến hóa Rifu. Trời ơi, tên xấu. Mày đọc tên mật đúng không? Cá Fury, mày láo tao nó. Mày dám đặt tên mực thì tao đặt là cá Fury. Ê, con rồng mày đang xì lì. Chưa tiến hóa. Ui,
my god. Nhìn đi. Cái này ăn này nó đói. Trời ơi, đẹp quá mọi người ạ. Ê, Long Dương. À, Long Dương cái đầu rồi, đúng. Chứ Long Dương. Nhìn nó giống Long Dương không? Ủa, này con này thủy đó. Ôi, ui, đẹp chưa trời. Ủa, đẹp quá mọi người. Con này là con rồng kim cương Fury mọi người. Mày lên, nó ra ngoài coi. Nó ra ngoài coi. Ôi, nó đẹp quá mọi người ạ. Đây là kim cương Fury hay gì mọi người. Mọi người nhớ đặt tên cho mình biết mọi người ạ. Con Long Dương. Con này đặt tên gì ta? Con này đặt tên gì là hợp lý ra? Ê, con nó sừng nó kìa. Ui, con này đẹp quá mày ơi. Con này là thủy thần mày ơi. À, con trai Long Dương, tiểu Bạch Long. Không phải. Bạch Long đâu, nó có phải mày cái kìa. Nó có cái vảy cái miệng kìa. Ui, đẹp quá mọi người ơi, trời. Con rồng ơi, con đẹp, đẹp hơn gấp 1 tỷ lần con núp luôn. Ôi, cái sừng của nó kìa. À, con này là cờ cá ngựa Fury. Con này là con Long Dương. Con Long Dương cái đầu mày, Long Dương cái đầu phải đầu dữ với Long Dương đâu. Con này là cá Fury mày. Giống mà. Mọi người nghĩ tên gì hợp lý mọi người. Mọi người nghĩ tên gì hợp lý mọi người nhớ để lại bình luận mình chứ. Ây da, bỏ cái mũ ra chứ. Bỏ cái mũ ra. Đó, để nó nhận ra mình chứ. Tao cũng đẹp. Không đẹp bằng tao đâu. Ui, cái đuôi kìa, nhìn kìa. Phải cái đuôi đẹp chưa hả? Con kia mày xuống đây coi. Này. Làm sao nó theo mình đó, đó level up rồi mọi người ạ. À. Nó bây giờ level 26. Ê, tránh ra coi, con tránh ra. Mày biết anh gồng ở chỗ khác hết đó. Adolescent rồi mọi người ạ. À. Bây giờ chúng ta cho nó lên được. Đó chính là natural. Ê, con kia nhìn thích kìa. Ghiền hả mày. Không có dễ đâu con ơi. Cái này đẹp quá trời đẹp luôn. Phải nói là quá trời đẹp luôn mọi người ạ. À. Đẹp quá, cái đuôi nó hình đuôi cá. Cái đuôi và cái đầu này nhìn đuôi rất là xịn luôn. Ê, mày để cho nó nhỏ đi. Nó lớn rồi, nó có đẹp đến vậy không? Ừ vậy luôn. Cái chân nó có cái mang cá mọi người không? Cái chân nó có bay bơi. Không biết con này bơi được không rồi mới chết này. Con này không biết có bơi được không rồi mới chết này. Ê, không biết bơi đâu. Quan trọng rồng rồng qua tờ thì qua tờ chứ hệ nước thì hệ nước chứ mà nhân là để mà nó bơi thì hơi căng mọi người. Thôi đi vô đi mực ơi. Mực chứ mực cái đầu mày chứ mực con tao là cá Fury mày không mực mày tuổi. Lâu quá vậy con, ăn gì ăn lâu lớn, ăn hết đồ ăn thức uống luôn con này nữa, quên xin ăn ké đó mày. Ê, nó ngồi rồi kìa. Trời, nó ăn cái nó ngồi mày. Nó ăn nó ngồi, mà nó ăn ké nữa chứ. Mấy thu rồi mọi người, con này mấy thu rồi nè. Cho tao cái gì cho tao cho nó ngồi rồi, làm cho nó ngồi luôn. Nè, cây này đâu rồi, nó đâu rồi, tao cho lấy cây tao quất đít nó ngồi xuống này. Rồi. Xuống rồi, ngồi xuống, nè lì. Lên 55 đi. Ok, họ cho nó 60 đi. Con ta cũng đẹp chứ bộ. Ê, con rồng này cũng ngồi tướng kiểu. Nó ngồi tướng giống mèo ấy. Ngồi tướng bẹp hết. 60 nè. Wow. Ê, nó lớn lên nó vẫn giống như vậy ha. Vẫn giống vậy. Rồi luôn, nó đang chưa tập bay nữa mọi. Phải chở tập bay nữa. À, bị gãy cánh giống con rồng của tao. Ê, rồng qua tờ chứ không bơi được mọi người ạ. À. Chết rồi. Toàn là lượm ơi. Oh my god. Không phải là qua tờ đợi đâu, nó một xíu nữa. Đâu xíu nó mới bay được. Trong này ra nó bay kinh lắm luôn mọi người ạ. À. Trời ơi, mới vừa bay được. Nó chui vô thẳng chuồng gà luôn mọi người ạ. À. Không tin được mọi người ạ. À. Cái con mấy con rồng này á. Nó gọi là đam mê chui vô chuồng gà hay gì á. Mỗi lần vô là chui chuồng gà mình chịu không nổi luôn mọi người. Ngồi đây nha con. Hey. Cái gì ta? Cái mình kích lệnh nè. Follow me nè. Dễ. Đó, đi theo mình kìa. Đó thấy chưa? Bây giờ mình cho có lệnh nè. Ngủ. Ê, thấy nó ngủ kìa. Nó ngủ cái mặt của nó ngu vậy chứ kìa mọi người. Nhìn mặt. Y như con cá luôn, y như là con cá thao lòi á. Ê, nó ngủ như cái mặt của nó kìa mọi người. Ô. Như con mèo con này nó vui quá. Ê. Nhìn nó ngủ kìa. Dậy coi, kìa nó dậy coi. Dậy nè, wake up. À, stay. Ngồi xuống. No longer follow you là nó không đi được. Ngồi xuống mày. Ngồi xuống. Ừ. Rồi nhìn kìa mọi người, nhìn đẹp thực sự mọi người ạ. Dễ thương quá à. Bây giờ thử chế độ coi nó có bay được không mọi người. Á lòng, coi nó có xuống nước được không mọi người. Không có xuống được đâu. Nghĩ sao con rồng có cánh mà xuống nước mày. Ngọng nước mà nó có bay bơi mà. Nó có bay bơi nè. Xuống con. Con phế vừa phải được chứ. Con có bay bơi ngay chân mà. Rồi luôn. Đúng là Long Dương lên trời hạ nước không mọi người. Chứ không phải là không biết đặt tên gì mọi người. Nhớ để tên hay mọi người. Để em đặt lại cho con này. Ui, nó đẹp quá mọi người ạ. Tiểu Long. Ngư Long. Tiểu Long. Bé Long.
Mấy lông xuống nước. Ở đầu mấy lông bay trên trời phun nước. Ôi đẹp kìa mọi người, những cái vây của nó kìa mọi người. Thật sự con này rất là đẹp luôn mọi người. Con này cực kỳ đẹp luôn ấy. Con này bay đẹp hơn hay là ngồi đẹp hơn nha? Ê làm sao cho nó bún lộn này? Nó bắn như bún lộn kìa mày. Nó phun ra lửa. Rồi. Mày nhấn chữ Y nó sẽ bắn ra lửa. Bây giờ cháy nhà nha con kìa. Được rồi, thử lượm một vòng cho mọi người coi nào. Chết rồi, bắn ra lửa rồi, ra lửa rồi. Ui. Trời ơi, ây da, bay té luôn rồi. Mình sẽ chơi một cách full tốc độ. Bé mực của tao về đây. Bọn này bay nhanh lắm mọi người ạ. Bay nhanh lắm, mày bay nhanh, không có qua được nó đâu. Tao bay chậm, tao còn qua không được. Mày gài, nói gì chứ, tao bro mà. Ui trời, cái này khó lắm rồi, cái vòng này do mình xây ra mà mình bay không được luôn mọi người ạ. Mình phải nhớ góc, bay của nó mà bay mới được. Ừ, qua được 2 vòng rồi con. Bay chưa, tốc độ chưa? Như là mày bay tốc độ như là tốc độ con rùa nó. Kệ đi chứ, bay nhanh quá không được đâu. Mình bay gọi là full tốc độ luôn. Tao qua được 3 vòng rồi mày. Mát tốc độ nè. Ui nhanh quá là điều khiển không kịp mọi người ạ. Nhanh quá là nhanh, bây giờ mình lấy một vòng ra ngoài mình bay lên nè. Đó, mình bay. Mày bay cái gì mà full tốc độ? Ui nhanh quá mọi người, nhanh quá không thể nào mà đi điều khiển kịp thời với tốc độ con này mọi người, con này nó quá nhanh mọi người, không thể nào điều khiển cho kịp luôn. Ok ăn cái nè, nó mất máu rồi. Mấy con rồng này ra nó tiến hóa mọi người, nên thành ra là nó sẽ hơi yếu hơn mấy con rồng bình thường mọi người. Và được rồi, chắc là video của mình tại đây là kết thúc rồi và chúng ta đã sở hữu được 3 con rồng đẹp nhất ở trong Minecraft. Đó chính là Fury Water, Fury Mực. Ở lộn, Fury Shadow và Fury Flame. Và mọi người nghĩ có Fury nào tiếp theo nữa không thì mọi người đừng quên để lại bình luận bên dưới nha. Và bye bye và hẹn mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.